chị tại trường quay và quý vị khán giả, ngay lúc này đây thì chúng tôi đã mời đến phim trường một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin được chào thầy ạ. Chào biên tập viên, chào quý vị khán giả. Không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp thích mọi người gọi mình với vai trò nào, là thầy giáo hay là bác sĩ ạ? Là thầy thuốc công tác tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nên là thầy giáo là thường mình rất là thích được gọi. Theo em nghĩ thì với các thầy cô tại một cái trường y thì không những là có những cái kiến thức về chuyên môn về lâm sàng tốt mà còn phải có những kiến thức về sư phạm nữa, phải không ạ? Hẳn là rất là đặc biệt. Dạ đúng như vậy. Để làm được một người thầy giáo trong lĩnh vực đào tạo về các ngành sức khỏe thì đầu tiên phải là một người thầy thuốc thật là giỏi và có những cái kỹ năng có thể truyền đạt những cái kiến thức và kinh nghiệm đó cho sinh viên của mình. Làm sao cho sinh viên của mình phải giỏi hơn người thầy thì mới đạt được mục tiêu đào tạo. Dạ vâng, được biết là trong cái thời gian mà dịch bệnh bùng phát vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh thì việc đưa sinh viên cũng như nhân viên của mình vào tuyến đầu và chính bản thân mình cũng tham gia vào những cái trận địa đó, thì bản thân thầy có những cái trăn trở và khó khăn gì không ạ? Cái điều trăn trở nhất đó, tức là làm sao phải đóng góp một cách hết sức là hiệu quả và thiết thực, tận dụng hết tất cả các nguồn lực và từng giây từng phút một có thể đóng góp cho công tác phòng dịch một cách tốt nhất để mục đích làm sao để giảm thiệt hại tối đa cái tử vong cho những bệnh nhân. Cái trăn trở thứ hai tức là tính an toàn, đặc biệt là an toàn cho các sinh viên khi tham gia phòng chống dịch. Lẽ nhiên các em được tập huấn rất là bài bản trước khi là đưa đi chống dịch, thậm chí là các em được tiêm ngừa vaccine đầy đủ để tác nghiệp. Nhưng mà cái tính an toàn của các em thì là nỗi lo rất là lớn của nhà trường, bởi vì các em còn đang là những cái người sinh viên đi học, chưa phải là cái người bác sĩ thực thụ. Do vậy mà khi tác nghiệp thì nhà trường luôn đồng hành theo dõi và bám sát những cái hoạt động của các em này. Không chỉ có sinh viên tham gia vào các mặt trận chống dịch mà các nhân viên, các giảng viên của nhà trường cũng đã rất là lăn xả. Thầy có thể chia sẻ một chút ạ? Trong cái đợt dịch vừa rồi thì các giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia trực tiếp điều trị bệnh nhân F0 ở các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly và có cái đội nhóm là tư vấn sức khỏe từ xa, chẩn đoán từ xa cho các bệnh nhân F0 cũng như là các bệnh nhân khác có nhu cầu. Thì các thầy cô hoạt động hầu như là không có thời gian nghỉ, làm thâu đêm suốt sáng. Thì các thầy cô gọi là đồng hành với bệnh nhân tới cái khi nào bệnh nhân khỏi bệnh thì thôi. Như vậy thì trong suốt các khoảng thời gian có thể nói rất là khó khăn vừa qua, thì thầy Hiệp có những cái kỷ niệm nào thật là sâu sắc không ạ? Những cái động lại với mình tới bây giờ và mình nghĩ rằng là sẽ mãi mãi vì sao? Đó là cái cảm xúc và những cái hình ảnh mình đã tận mắt chứng kiến trong quá trình chống dịch. Đó là những hình ảnh của các sinh viên lăn xả vì bệnh nhân, tức là trực tiếp vận chuyển bệnh nhân F0 tại nhà bệnh nhân đưa đến các tầng trên để điều trị. Thì hỏi các em về cái mong muốn đòi hỏi gì thì hầu hết tất cả các em không có đòi hỏi gì cho bản thân mình cả, mà các em đòi hỏi những cái điều hết sức là đơn giản. Các em đòi hỏi những cái cục pin để có thể là cái máy SpO2 hoạt động liên tục để có thể theo dõi sát được cho bệnh nhân, hỗ trợ thêm cho các em những cái cồn sát khuẩn, dụng cụ găng, mask, khẩu trang các thứ để các em có thể tác nghiệp an toàn. Thầy có nhận định như thế nào về cái hệ thống về nhân sự y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và cái việc đào tạo về nhân sự y tế hiện nay có gặp khó khăn gì ạ? Về mặt số lượng thì chúng ta có thể nói rằng là mình đạt được cái chỉ tiêu cũng khá là tốt, đó là 20 bác sĩ trên 10.000 dân. Tuy nhiên cái sự mà phân bổ về cái số lượng bác sĩ theo các tầng điều trị đó thì chưa có hợp lý, đặc biệt là rất là thiếu ở cái y tế cơ sở. Do đó mà cái việc đào tạo cũng như là phân bổ nguồn lực sắp tới cần phải có một sự điều chỉnh cũng như là có những cái chính sách phù hợp để tăng cường y tế cơ sở, đảm bảo được là cái tầng 1, tầng cuối cùng của đái tháp là phải thật sự là vững chắc và thật sự là tốt để có thể là cái tầng 2 và tầng 3 ở tuyến trên hoạt động hiệu quả hơn. Có thể nói rằng là lựa chọn ngành y là một cái sự lựa chọn đầy dũng cảm. Không biết là thầy sẽ chia sẻ như thế nào hay là dạy dỗ các học trò của mình như thế nào để trở thành một người bác sĩ tốt trong tương lai ạ? Thì đòi hỏi phải có một cái tâm về nghề rất là lớn. Lẽ dĩ nhiên cái tâm này không thể thiếu chữ tài. Tài ở đây có nghĩa là phải học thật là giỏi. Bởi vì nếu như mà vì kiến thức của mình mà chưa đủ, chưa đúng mà ảnh hưởng đến bệnh nhân thì đó đã là vi phạm y đức rồi. Song song với chữ tâm chữ tài đó thì đòi hỏi là phải lòng dũng cảm, đặc biệt là qua đại dịch vừa rồi chúng ta thấy nếu như mà chỉ có tâm và tài mà không có cái lòng dũng cảm gọi là lăn xả vào những cái mặt trận mà phải nói là
hết sức gam go, hết sức khó khăn đó, thì sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Để trở thành một người thầy thuốc giỏi đã khó, và để trở thành một gọi là thầy giáo giỏi càng khó hơn. Tức nghĩa là còn phải đòi hỏi những cái kỹ năng thêm nữa để có thể là mình đào tạo những người học trò của mình là giỏi hơn mình. Thông qua chương trình cũng xin phép là cho thầy được chia sẻ gửi lời cảm ơn đến tất cả những cái em sinh viên, học viên, giảng viên và đồng nghiệp, cũng như là các lãnh đạo các ban ngành đã đồng hành tất cả vì sức khỏe của người dân thành phố. Đã trải qua 20 năm trong nghề đứng lớp, không biết là thầy Hiệp có cái cảm xúc về nghề nghiệp của mình như thế nào ạ? Có tự hào về cái công việc mình đang làm hay không ạ? Thật ra nếu như đứng với vai trò là một người thầy thuốc á, thì mình chỉ khổ cho một bệnh nhân hoặc là mình bảo vệ được sức khỏe và liên tục toàn diện cho một cái người dân thì mình đã rất là hạnh phúc rồi. Ở đây với một cái vai trò gọi là hai trong một đó, gọi là thầy giáo, thì cái niềm của hạnh phúc đó được tăng đôi, bởi vì thông qua đó mình đào tạo được nhiều người học trò, nhiều người sinh viên và nhiều cái bác sĩ giỏi, thậm chí là giỏi hơn thầy giáo. Vâng. Thì như vậy thì giúp ích được rất là nhiều người, và thông qua đó thì cái việc mà chăm lo sức khỏe cho người dân á, tại vì cá nhân mình làm thì đây là có các đồng nghiệp, các học trò mình cùng chung tay góp sức, thì điều đó là hết sức là quý giá. Xin được cảm ơn những đóng góp rất là ý nghĩa của thầy và trò trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua, và xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình từ thầy Hiệp ạ. Nhân đây thì chuyện trưa 12 giờ cũng đã chuẩn bị một bó hoa tươi thắm để kính tặng thầy, và xin được kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để mà luôn vững tay chèo, nhiều chắc ba thế hệ học trò trở thành những bác sĩ tài đức trong tương lai ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả và các anh chị tại trường quay quay trở lại với những thông tin chính của chuyện trưa 12 giờ.